Hello, cảnh vlog cuộc sống ba miền. Xin chào chú anh chào và các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại đường DC7 này. Mọi người ơi, Mỹ Phước 2 này, Bến Cát Bình Dương này. Để mình quay và mình chia sẻ cho các chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Qua này mọi người ơi. Để mình quay và mình chia sẻ cho các chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Dạ em chào chị ạ. À. Ngon mọi người ơi. Đó, đầy đủ. Cua mình bán giá sao chị? À, ở đây thì có giá 25, 30, 35, 40. Đầy đủ luôn. Dạ. Cứ như là mình bán suốt từ ngày thứ hai đến chủ nhật luôn hả chị? Sáng thì bán từ 6 giờ tới 12 giờ, chiều là 4 giờ tới 3 giờ. Quán của chị rất là đông khách luôn mọi người. Bánh canh cua hấp dẫn luôn mọi người ơi. Đó, rất là ngon luôn. Cô chú anh chị nào mình đi trên con đường DC7 mọi người, Mỹ Phước 2 bên cách Bình Dương nha. Mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử cho mọi người. Rất là ngon luôn. Trông hấp dẫn luôn mọi người ơi. Quán bánh canh cua nằm ở trên đường DC7 mọi người ơi, Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Cô chú anh chị và các bạn nào mình đi trên con đường này mình ghé vô mua ăn trải nghiệm thử, rất là ngon mọi người ơi. Trông hấp dẫn luôn mọi người ơi. DC7 Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Ghé vô mua ăn trải nghiệm thử mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Bánh canh cua trông hấp dẫn luôn mọi người ơi. Nó nói là siêu ngon luôn mọi người. Nó đầy đủ luôn. Địa chỉ quán bánh canh cua này, mọi người ơi, nằm ở trên con đường DC7 nha, Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Cô chú anh chị các bạn nào mình đi trên con đường này mình ra trải nghiệm thử nha mọi người, rất là ngon luôn. Quán các anh chị rất là đông khách luôn mọi người ơi. Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha. Mình vô ăn trải nghiệm thử nha mọi người. Đầy đủ luôn mọi người. Đó, trông hấp dẫn luôn. Hấp dẫn luôn mọi người ơi.
canh cua thập cẩm nha mọi người. Đó, trông hấp dẫn luôn, rất là ngon luôn. Giá lại bình dân nè. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Vì trộn với ớt rất là đặc biệt luôn. Đó, đầy đủ luôn mọi người ơi. Hấp dẫn luôn mọi người ơi. Vì trộn với ớt rất là ngon luôn. Cô chú anh chị nào mà đi trên con đường DC7 Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha, mình ghé vô mình mua ăn trải nghiệm thử mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Đầy đủ luôn mọi người, rất là ngon luôn. Mình xin nhắc là địa chỉ quán bánh canh cua của anh chị này nằm trên con đường DC7 Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương mọi người. Cô chú anh chị nằm bên trên con đường này ghé cho mình một ăn trải nghiệm thử nha, rất là ngon luôn. Thôi chị hỏi cho em đi, có 4.000. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Tiêu phù rất là ngon luôn mọi người, trông hấp dẫn luôn. Dạ rồi, 200 canh một hồi cái hải sản gì? Rất là ngon luôn. Mình xin nhắc lại địa chỉ quán bánh canh cua của anh chị nè, nằm ở trên con đường DC7 Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương nha mọi người. Chú anh chị các bạn nào mình đi trên con đường này mình ghé quan trải nghiệm thử nha. Chắc có lẽ là mình dừng video ở đây mọi người ơi. Mình xin chúc chú anh chị các bạn mình một ngày mới thật an lành hạnh phúc nha. Em chào anh chị ạ. Chúc anh chị mua mai bán đắt nha.